Xin đi đồng kính chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin đi đồng. Bây giờ thì khoảng 12 giờ 10 phút. Xin đi đứng ở quốc lộ 1A, xưa là xa lộ Đại Hàng. Phía sau lưng Xin đi đó là ngã tư ga. Và với video clip này, Xin đi sẽ bám theo dòng sông Vàm Thuận bên hướng quận 2, quận 12 để về với chợ Gò Vấp anh chị ha. Tất nhiên là có rất là nhiều cái ngã con đường lớn đi, nhưng mà Sunny cũng muốn khám phá một con đường mòn men theo dòng sông Vàm Thuận để mình tới bến phà ngay chỗ mà dòng sông Vàm Thuận đó, bến phà An Phú Đông đó. Rồi mời anh chị đi cùng đi với Sunny nha. Đây là một cái con cầu bắc qua một cái dòng kênh, cầu An Phú Đông 1, một cái nhánh sông của dòng sông Vàm Thuận. Thời tiết Sài Gòn thì nắng nóng lắm anh chị, bữa nay là ngày 28 tháng 6 rồi. Qua cái khu dân cư này rồi xong mình có con đường tè á. Đây, phía trước mặt anh chị. Rạch Láng Le, đi qua cái rạch Láng Le. Nhớ Láng Le Bầu Cò ở Bình Chánh của anh chị ha. Rồi mình đi theo cái hướng này. Sunny mời anh chị cùng khám phá với Sunny. Rồi đi vào những con đi con đường này coi như là những cái giờ mà tan sở làm thì khỏi sợ kẹt xe nha anh chị ha. Trường học An Phú Đông. Bên phải là trường Phạm Văn Chiêu, quận 12. Rồi. Mình tới đây thì mình sẽ tẻ bên phải. Đây cái dòng kênh. Cái dòng kênh này là nó bắt từ dòng sông Vàm Thuận mình đổ vô. Con đường lót bê tông. Đổ lên cũng cao anh chị. Thấy nó cũng cao. Mình cứ đi dọc theo con đường này. Sau này mà anh chị từ ngã tư ga mà anh chị về Gò Vấp, thay vì mình đi con đường này, con đường lớn nó kẹt xe, thì đây là một con đường chúng ta thênh thang một mình chúng ta đi, mà không biết có đi được hay không anh chị. Đây là một lần đầu tiên xin đi khám phá thôi. Để coi đi được thì anh chị theo con đường này đi, chiều chiều đi làm về cũng hay. Đi về hướng trung tâm thị trường Tân Sơn Nhất. Về với ngã ba Chú Ý. Nhà cửa hai bên cũng đất đai cũng rộng anh chị, vườn tược quá rộng, con đường bê tông quá đã. Con đường bê tông này theo Sinh Y nghĩ thì mới làm lại đây thôi. Đây có những cái vườn cảnh, có những cái cây câu nhìn rất là mát mắt, hàng dừa lây trong gió. Và có những căn nhà vườn rất là đẹp. Đây là những căn nhà trọ. Và xa xa đây là căn nhà vườn. Trời ơi, cái nhà vườn ở góc ngã ba kênh này đẹp quá. Tất nhiên là đừng ô nhiễm anh chị ha. Ô nhiễm ở đây mệt luôn á. Nhà cái góc ngay đây đẹp quá, ngã ba sông. Nói chứ có tiền về đây dư giả gì, về đây ở giống như một cái nhà vườn hay quá gì. Đây nhà vườn nè, hàng câu nè, nguyên một hàng câu dẫn vào nhà, ở trong có nhà cấp 4,
quá sướng là còn gì nữa, còn gì bằng. Ở đây là những cái rào người ta mua hết rồi anh gì, mua người ta rào lại, mảnh đất nào mảnh đất đấy bự chà bá luôn. Có kia cái coi cho đi không chơi. À có chờ farm ha, farm garden ở ngoài có cái bảng chữ là farm garden. À, chẳng lẽ mốt mình có tiền, ông bà thương rồi có tiền mua mảnh đất để là xin xin đi đòn farm. Bên kia cũng có con đường, đây có một cái trại mọc. Mình chưa ra cái dòng sông Vàm Thuận đâu. À, ở đây là một cái nhánh thôi. Ở đây tự nhiên có con đường bắt qua. Mình cứ đi thẳng anh chị, cứ đi thẳng, không có quẹo đâu hết. Cầu Đất Sét, nó có chữ là cầu Đất Sét rồi. À, bắt đầu sau khi mình hưởng nhẹ nhàng bon bon ở trên con đường bê tông và chúng ta tới bắt đầu tới một con đường đất rồi, một con đường hành xác. Không mà như thế này thì cũng ok anh chị, chạy cũng tốt. Để chia sẻ với anh chị coi con đường này mình có thể đi xe hơi được hay không anh chị ha. Từ đầu đến giờ thì mình đi xe hơi được rồi đó. Và bên phải là cái nhà người ta không biết là người ta khai thác cát hay gì đó, vật liệu xây dựng hay gì đó. Rồi tới đây thì mình sẽ có một con đường mòn, chúng ta men theo dòng sông Vàm Thuận. Vàm Thuận. À, bên phải là dòng sông Vàm Thuận. Đây là cái khu thuộc nhà xưởng. Kho, nhà kho. Con đường này thì đi xe hơi tốt anh chị. À, bên phải là dòng sông. Ở chỗ nào mà nó thoáng thì xin đi sẽ chia sẻ với anh chị. Dòng sông này thì sông lớn thì nó chưa bị ô nhiễm. Đâu là người ta tấp rác là ở đó, tấp một bịch thôi là ở đó là trở thành một cái đống rác công cộng. Thấy ớn chưa? À, đối với con đường này thì nó chưa có đèn đường anh chị ha. Đi cũng có đèn đường nhưng mà xin đi nghĩ chắc nó lu lắm, nó không có rõ đâu. Đây cũng có một cái khu dân cư. Và tương lai thì theo tinh thi tin chắc rằng ở đây nó sẽ có một con đường trải nhựa. Xe này chỉ xe gắn máy đi được anh chị, xe hơi thì đi được nhưng mà nó có vẻ hành xác.
nhà người ta đang xây dựng, người ta rào lại. Đây môn không anh chị ha, dọc theo. Đây là một đống rác đang đốt. Và những cái chị lụm ve chai. Đây là nhà cửa, nhà đất người ta cũng mua rồi anh chị, ta rào lại. Con đường này là con đường An Phú Đông. Bây giờ cái phà mà hay chỗ chợ Gò Vấp anh chị, thì ngày xưa có cái phà, nhưng mà bây giờ thì nó có một cái cầu sắt rồi. Cái phà đó không còn hoạt động. Và nơi đó thì nó có một cái chùa, chùa Miếu Nổi, rất là linh thiêng. Đây, đây là cái khu vực mà công viên Gò Vấp nè anh chị. Sunny có một làm một cái clip đó chia sẻ với anh chị. Đây, cái khu vực công viên Gò Vấp, nguyên một cái khu vực rộng lớn như thế này nè. Bên kia là Gò Vấp. Đây là những cái con đường kênh ha, để đi vô và đi vô sớm làng, rồi xong là chọt mình đi vào con đường đó để mình ra xa lộ Đại Hàng. Chia sẻ với anh chị hàng dừa này đó, công viên Gò Vấp nha anh chị ha. Công viên Gò Vấp thì lâu lâu nếu mà anh chị có thời gian đi khám phá cũng được, hoặc là chúng ta có công việc mà đi Gò Vấp đó, vào trong rỗng đợi chờ ai chẳng hạn, mình vào trong chổng mình mua một chai nước, mình vào trong chổng mình ngồi nghỉ ngơi thì cũng cảm thấy thú vị lắm. Dòng sông Vạn Thuận kế bên đó, đó hàng câu đẹp quá. Đây là những cái mảnh đất là người ta đã mua rồi, người ta sang nền lên anh chị đó. Đất đai đây thì mua gì để đó thôi, nếu có tiền dư để đó, chứ bảo đảm con đường này được mở rộng thì nó mất một phần đất này, nhưng mà mất người ta đền bù. Mấy anh đi câu cá công nhận công viên bên kia Gò Vấp nó rộng ghê thiệt. Chia sẻ với anh chị, đứng đây chia sẻ với anh chị thêm nè. Thì công viên Gò Vấp đó, thì nó tuốt đằng kia, nó kéo dài qua đây luôn đó. Đó, đây là công viên Gò Vấp, mé bên hướng bên dòng sông, hướng Gò Vấp. Còn đây là cái khu xóm mới, những cái biệt thự, những cái mảnh đất. Những mảnh đất này là có chủ hết rồi, có cọc cột móc hết rồi đó. Được chưa? Hôm nào Sunny sẽ đi men theo dòng sông Sài Gòn. Hướng bên đây là Củ Chi, hướng bên kia là Bình Dương. Và bên cái hướng Củ Chi thì những cái biệt thự sân vườn cũng của các đại gia về đó sinh sống. Và người ta những cái biệt thự đó men theo cái dòng sông luôn anh chị, người ta có du thuyền đậu vô luôn, có cầu tàu luôn mà. Dữ lắm, khu vực đó còn dữ hơn khu vực này. Ở đây mua đất để đầu tư cho tương lai thôi.
Ôi máy bay, máy bay của Vietnam Airlines trên đường đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nói hoài Sunny nói sẽ kiếm một quán cà phê nào đó để uống cà phê chia sẻ với anh chị, nhìn máy bay, những cái cây dây leo, con đường. Anh chị thấy con đường chỉ có một mình Sunny đi thôi. Mình đi tiếp nha anh chị. Có một chiếc ghe mà có cabin anh chị ha, đi học lái nữa, là khám phá sông nước, chạy lên đầu nguồn sông Sài Gòn thì nó là cái gì, chạy xe theo dòng sông Vàm Thuận nó là gì cũng hay. Đoạn đắp cao chờ lúng, đoạn đường đắp cao chờ lúng à, đây nó trở thành một cái đống rác. Anh chị có một coi một video clip Sunny khám phá công viên Gò Vấp á, cái cần cẩu của anh chị đó, cần cẩu đó đó. Nhìn lại rồi chúng ta đi tiếp anh chị. Có cá mà Sunny thấy một số con cá trê nó đớp mồi. Sunny đứng đây để chia sẻ, rất là thích nhìn máy bay. Không biết là anh chị thấy không ta. Này của hãng Vietnam Airlines. Anh chị mà đi máy bay á, mà chúng ta chuẩn bị thắt dây an toàn rồi đó, máy bay đáp xuống phi đạo Tân Sơn Nhất á, thì anh chị thấy dòng sông chuẩn bị đáp rồi, đó là dòng sông Vàm Thuận nè. Mấy anh đi câu cá. Các chú đi câu cá đặt lờ, nói chung là một cái thú vui tao nhã cũng rất là hay. Đó, ở đây có cái mã cổ nè anh chị. Đây. Cái mã đá ong anh chị thấy không, quyền đức mã cổ đá ong của cái mảnh đất gia tộc. Và đây dây leo nè, đó giống như rừng. Mình đi anh chị. Nói thật chứ anh chị mà ngồi xe sau lưng Sunny thì mình đi mình mới biết được những con đường này. Trời ơi, thay đổ xà bần câu cá. Đây có cái nhà trồi ở ngoài cái dòng sông đã quá. Đây cũng đang làm đường sao đó. Wow,
nó dằn dằn điên cuồng. Quá máy bay. Máy bay kia. Đây ở đây thì nó có một số con đường nha anh chị. Đó, số con đường cũng đang làm cột điện, xong người ta cũng đào lại nè. Trời, có những cây đa, anh chị thấy cây đa cổ thụ không? Nó bự ghê kìa. Cây đa cổ thụ bự quá, men theo cái dòng kênh này đẹp quá. Con đường này chưa đi được đâu. Đi ra. Và anh thì cũng đang câu cá. Công nhận phải nói, phơi nắng, phơi mưa, câu cá đúng là đam mê anh chị ha. Mỗi người có cái thú đam mê. Sunny có cái thú đam mê là đi khám phá như thế này, nhìn ngó cuộc sống, cuộc đời trôi qua, rồi mỉm cười. Trời, ở đâu rác quá trời. Những căn nhà nè, những căn nhà đổ sập, nhà chòi của người ta, hồi xưa người ta ở, giờ không cho ở nữa, chuẩn bị làm đường nè. Cái video clip này chỉ cần khoảng 10 năm sau thôi. Chúng ta đi trên con đường này, chúng ta coi lại ở cái biệt thự, rồi quán cà phê anh chị ha. Bán đất 18 triệu một mét vuông. Bán đất 18 triệu một mét vuông nha anh chị ha. Đây thì giống như tối ngày cứ làm cho mình quyến luyến không à. Nhả càng ra rồi anh gì đó. Đó, máy bay nhả càng ra rồi đó. Trời, đây là nguyên một cái ao sen nè, có hàng câu cây phượng và rác. Ở đây giống như đám rừng. Thì có một cái sớm không phải cái sớm ấy, nhà ta dạng ta ở tạm gì, ta dựng lên ta ở tạm thôi. Đây là miếu nổi là anh chị, chùa miếu nổi để Sunny đi tới chỗ nào nó dễ nhìn. Sunny sẽ chia sẻ với anh chị hình ảnh cái chùa này, nghe nói cũng rất là linh thiêng, bà con những ngày rằm ra đây cúng kiến, khách thập
phương đổ về. Đây, ở đây có vẻ trống trải thì chia sẻ với anh chị. Đó. À, đây là chùa Miếu Nổi. À, để mà đi ra đây đó thì có những chiếc ghe ngay chỗ bến phà cũ đó sẽ đi ra đây, họ chở mình ra, sau đó họ chở mình về. Rồi tiếp tục đi anh chị ha. À, ở đây có những cái nơi câu cá giải trí cũng hay. À, không biết như thế nào mà Sunny rất là thích những cái sông nước, biển, hồ anh chị, rất là thích. Và đôi khi cũng ướt. À, đây có quán, cà phê. Quán nhậu bình dân. À, chiều chiều ra nhậu ở đây cũng có hợp lý đó, tại cái dòng sông này nó không có bị ô nhiễm anh chị. Mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Cầu cả đó, mình tới gần tới bến phà An Phú Đông rồi đó. À, ở đây có cái cửa mình sẽ cùng nhau chúng ta nhìn ngôi chùa Miếu Nổi anh chị ha. Đó, chùa Miếu Nổi đó. Còn để mà đi phà thì cũng chia sẻ, ý đi ghe để đi ra đây cũng chia sẻ với anh chị. Đó, cái nhà lùm lùm đằng kia nè, đó mấy chiếc ghe màu xanh xanh đó. Rồi, họ chạy tới đây, rồi họ cứ chạy ra chạy vô thì mình cứ ở đây thoải mái, chiều vô cũng được. Nhưng hỏi họ coi như chiều thì mấy giờ là chuyến cuối. Ở ngoài thì tự nhiên nó có một cái cù lao và cây ngôi chùa đó cũng mấy trăm năm rồi anh chị ha, mấy trăm năm rồi đó. Trời, máy bay cứ đáp lên đáp xuống, quá đẹp quá. Cái đó chắc hẳn nước ngoài. Đây, quán nhậu. Quán Bảy Minh. Rồi, máy trái là chúng ta ra xa lộ Đại Hàng đó anh chị. Rồi, chúng ta lên cầu sắt để về chợ Gò Vấp nè. À, cái hướng này. Rồi, cầu An Phú Đông. Ngày xưa mà đi qua đây là phải đi phà, bây giờ là hết đi phà rồi. Rồi nếu mà chúng ta đi thẳng là ra chợ Gò Vấp anh chị ha. À, anh chị cảm thấy cái video clip này thú vị không? Để mình biết thêm thôi, đôi khi là mình chắc cô chú anh chị cũng ít đi, nhưng mà biết thêm là còn một con đường mang theo dòng sông Hàm Thuận bây giờ thì nó như thế nào. Wow. Rồi chúng ta sẽ dẫn cùng nhau đi tới chợ Gò Vấp nha anh chị.
Đây là con đường Nguyễn Thái Sơn, con đường Trương Dương ngày xưa đó. Võ Tánh Trương Dương, Võ Tánh là cái hướng trên kia. Rồi băng qua con đường Phan Văn Trị. Anh chị thấy cảm giác mình lên dốc nha anh chị, đó là cái địa hình nó đổ xuống, nó chài xuống dòng sông Vàm Thuận. Rồi tới đây thì chúng ta tới chợ Gò Vấp rồi. Xin y thân ái chào anh chị và các bạn, và cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại chợ Gò Vấp trước mặt chúng ta.